Mầm non là giai đoạn quan trọng với sự phát triển của trẻ, vì khi đó trẻ không chỉ được dạy kiến thức, kỹ năng sống cơ bản mà còn là lúc mà trẻ hình thành nên nhân cách và tính cách về sau. Do đó mà các bậc phụ huynh hiện nay rất là cẩn trọng chú ý tới việc chọn trường mầm non cho con của mình. Vâng, ai cũng muốn con mình được học ở một trường mầm non uy tín, giáo viên yêu trẻ, cơ sở vật chất đầy đủ. Song thực tế thì không dễ dàng như vậy. Không chỉ ở Việt Nam mà ở tại Mông Cổ thì số trẻ em gia tăng nhanh chóng đã khiến các bậc cha mẹ phải đối mặt với nỗi lo thiếu trường mẫu giáo cho con. Và để có được suất cho con đi học mẫu giáo thì nhiều phụ huynh đã buộc phải gửi con ở những trường tư đắt tiền và thậm chí là họ đã tham gia hình thức đó là chơi xổ số để giành lớp học cho con. Theo đó thì các trường mầm non công lập đã phát động một chương trình xổ số. Để có suất học cho con, cha mẹ phải chơi xổ số, người may mắn sẽ giành được một chỗ trong ngôi trường công lập. Những ngôi trường này sẽ nhận trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Theo số liệu thống kê thì hiện tại ở thành phố Ulaanbaatar của Mông Cổ có khoảng 146.000 trẻ từ 2 đến 5 tuổi, nhưng số trường mẫu giáo công chỉ đáp ứng được khoảng một nửa trong số đó. Trong khi đó thì giáo viên mầm non tại các trường công cũng phải đối mặt với tình trạng lao động kiệt sức nhưng đồng lương được trả lại rất thấp. Thế nên nhiều giáo viên đã đình công.